Vâng, bên kia xe Grec Catalan và tôi nhìn được ba quân. Còn bên mình Grec của game thủ lô 1. Bên kia một Maxe nữa. Maxe Egypt Seng và Grec. Còn bên mình là Grec của game thủ lô 1. À như vậy không phải. Seng và BB. Seng BB trong cánh. Thế thế này nó có phải là bây giờ Kobe có bắt đầu thăng rồi. Chúng ta chuẩn bị chờ Kobe thăng. Hóa ra là Egypt của mình. Egypt và Chip Boy cầm. Còn gần núi cầm Macedonian. Xoài cứ vun vút. Rồi mới xe đấu thứ ba thì các anh xoài chóng hết cả mặt. Còn đây là Garek đầu cánh của game thủ lô 1. Sao nhà Garek tôi lại thấy nó lắm lông thế này, lắm rừng thế này. Sao cô tự nhiên cô đã cho bãi quả tống vào mồm thế này. Chưa ăn được, sôi thế này, chưa lắm được. Tìm đôi voi đây. Bài Garek có hốc đẹp dành cho game thủ lô 1. À đây rồi, cuối cùng cô cũng đã cho. Cô cho bầy hươu tuét tuét ra. Ôi lô 1 thấy quả, thấy hươu được rồi. Còn đây là Kenny Sang do BB cầm. Nhà Kenny Sang cũng là một nhà thế nhà đẹp. Chip Boy Egypt đầu cánh. Tôi ước gì Lúi Nờ Mạng thay cái vị trí này để cho anh cầm chém anh ra đây anh đi mà chém đi. Lúi cầm Maxi ở trong cánh kẹp kem cùng với Kenny Sang. Nhà anh thì sư tử đã ăn hộ một con hươu rồi, còn lại 5 con. Có SH lại bắt đầu đổ đầy bình, xăng đầy bình mà cũng như tiền đầy túi, anh lại đi chơi thôi. Cái gì đây? Hỏng rồi. À thế vậy may quá. Nhà đang giàu như thế này mà lại bỏ đít mạng thì đúng là quật đầu vào bờ tường thôi. Một bài khỏe dành cho gờ núi. Như vậy là điều quan trọng bây giờ tôi muốn xem lô 1. Vâng, sở trường đánh Grec anh sẽ thể hiện trong trận thi đấu này. Đầu cánh. Mười tám trên 24. Lại lắc rồi, nhiều khả năng phải có một tên F3 thôi. Lại láng rồi. Giờ không cần F3. Phi. Sao có 4 con về thôi à? Đôi voi của anh đâu? À đây rồi, voi hiêu đây rồi. Vâng, thứ cần đã có. Rồi còn bên kia nữa. Quan trọng là Chip Boy. Điều quan trọng nhất là Chip Boy. Vâng, Chip Boy lại ủng hộ cho quỹ hổ đói một con hươu của nhà mình. Rất yêu thương động vật. Vâng, có bầy hươu mấy con đấy, anh đã thả cho nó đi mất 2-3 con rồi. Cái việc quan trọng của anh đó là anh đi ăn ấy thôi. Ăn voi thôi mà ăn gỗ. Gặp con sư tử. Còn dân còn sống không? À, thế này là may rồi. Ôi giời, dân còn sống mà vẫn dám cắm cờ cho đi dò tiếp à? Thôi con voi kia ăn cùng chị S thôi hỏng rồi. Vâng, cô đã bảo rồi, già rồi đến lúc mệt thì về nhà mà nghỉ. Cố tình đi ra gió. Ôi con voi đứng ở vị trí đẹp, đúng vị trí cần. 806 kích đời 2. Với 24 dân 25-1 của Egypt do Chip Boy cầm. Tôi xem lô 1 đi. 23/24 kích rồi. Đó ổn. BB 25/28 chắc chắn có kích rồi. Kích rồi còn thừa 400 thực. Thơm thịt. Gờ lúi 25/28. Đầu 9 đã có thể kích 2. Kích khét nẹt. Kích cái kiểu này là khét kiểu khét cơm cháy, cơm khê. Maxi bài rõ dầu. Vâng, một thằng dân còn đang đứng ngáo đá, đang đứng giật. Có dâng không? Có dâng cái gì không? Nhiều khả năng đây mà bài dâng lờ rồi. Có vác dân đi để dâng lờ cho nhà của Chip Boy không? Vàng đẹp, như vậy bãi vàng đây. Vâng, cái khu vực trước nhà của Lúi Liều Mạng có rất nhiều đồ ăn ngon. Có quả, có voi để có thể đi ăn hoang.
Vậy đây một bài theo cá nhân tôi đánh giá đi dâng là cũng như đánh ăn hoang là chuẩn mực rồi. Những cái chỗ ăn hoang như thế này là những chỗ ăn hoang kín. Toàn đồ ăn ngon thế này mà lại không tìm ra. Ba voi một quả. Phí. Đây là Garrett cho lô 1, đang thiết kế S đây rồi. BB là người lên đời sớm nhất và thừa một đống thịt ra. Bơm cái thịt cho đồng đội. Nhà vẫn còn đồ để anh húp cháo. Soi tham. Át độc cô có bại chấp không lên đời. Thôi được rồi. Độc cô của bạn đánh 2-3 dân à. Vâng, độc cô của bạn như vậy là bài nghèo thối ruột ra rồi. Nghèo thối gan thối ruột ra. Chip boy đang bị con ngựa giò của ID đây. Như vậy là giò của độc cô của bạn đã chạy. Độc cô của bạn đánh một bài Paleman 23 dân. Kinh khủng. Đưa con ngựa giò sang liếm 3 dân của độc cô của bạn đi. Cho nó đúng cái vị trí đi. Và pan vào đời đánh 2-3 dân à. Như vậy là góc 6 giờ là nhà của Mỹ Đình. Anh Phúc Cố Đô anh rúc vào góc 6 giờ để cúng trong đấy. Lạc đà sang chưa? Ừ. Phúc Cố Đô anh cầm cái gì kia? Chip boy anh đánh chém rồi, chém thủ P và chống lại những con lạc đà của Mỹ Đình cầm. Lúi 26/32. Lúi đang có một vài dummy thẳng vào nhà của mồ 1 do độc cô của bạn cầm. Úi giời, fan mà ăn IMAX C thì nó ngọt phải biết. Các bạn chuẩn bị được chứng kiến độc cô của bạn vâng đau nhói trong cái cảnh man dợ này. Một nhà y vả vào mồm của nhà độc cô của bạn. Độc cô của bạn ở góc 9 giờ, Mỹ Đình góc 6 giờ. Độc cô của bạn sao lại đánh A thế này? Đừng nói với tôi độc cô của bạn đánh thẳng cung A thì hơi dị nhân trong cánh. Lô 1 24/44. Có P chưa? Có P thủ nhà không? Về lớp ở góc 11 giờ. Đây rồi, như vậy là có P rồi. Không xoắn gì về lớp cả. Về lớp vác chém sang đây hộ tôi cái. BB 42/52. Những tân cung giờ có bắt đầu có thể đẩy đi rồi. Đẩy sang góc 9 giờ đi để bắn những địa điểm bo nhỏ hoặc như sẽ cùng với những con y của game thủ lúi nhiều bạn. Ốp vào vị trí nhà của game thủ độc cô của bạn. Như vậy là bạn ba nhà y đã được thiết kế. Vâng, anh thiết kế rồi. Bây giờ sẽ sóc đều những con y chiêng đồng ra ngọt như vắt chanh ba nhà ra. Vâng, có vòi có hiệu vào đi. Độc cô của bạn à. Paniman dám đi đấy đánh cung A à. Bây giờ mới là một áo thôi, vào thôi. Như vậy lô 1 đang vào xúc trước rồi. Lô 1 xin phép các bạn trẻ để cho được phép vào xúc xúc Hoàng Mai Nhi trước. Phù thủy ra vẩy đi. Vẩy phù đi. Vâng, vâng về lớp. Bây giờ và bác lạc đà sang đây hơi yếu. Độc cô của bạn đã chính thức mất nhà. Vâng, xin cảm ơn về lớp. Gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ bằng những con lạc đà đầy giá trị và cũng như chất lượng của anh. Bây giờ xem lúi liều mạng được rồi. Vâng, lúi đúng là cao to đẹp trai, hai vai cân đối. Vâng, cầm y chọc khỏe thật. Bây giờ lô 1 và an dân thôi. Lô 1 và an dân của Pan đi. Lô 1 và an dân của Pan ra đầu cô của bạn cầm. Chip boy đâu? Chip boy có sọc đơn đây rồi. BB 64/76. Cũng bắt đầu đẩy những tân cung của nhà nhưng đang bị những con lạc đà của game thủ màu 4 tức Mỹ Đình sơ muối vào. Nhưng mà không cho ăn sơ mướp đi, đừng ăn sơ muối. Lúi đi. Vâng, lúi thực rồi, lúi thực nhiều rồi. Bây giờ cứ thế lao vào xúc thôi. Độc cô của bạn sẽ đổ rồi. Độc cô của bạn đổ rồi. Vâng, cứ hựa một cái thế này là tôi vui. Nghe thấy những cái tiếng mà sao thả lao chip boy vào đau đầu. Độc cô của bạn phế rồi. Vâng, và Hoàng Phi Thường lại lèm bèm giọng Nghệ An bảo trận này thua thì chặt đê của tôi đi. Vào chọc bãi ruộng đi nhơi, chọc bãi ruộng độc cô của bạn đi. Dân Pan chưa có bánh xe đâu, nhiều khả năng tôi thấy chạy chậm lắm. Ô. Vâng, đừng bảo là đít mạng nhá.
À như vậy không đít rồi, may quá. Trời ơi. Ơn rời cậu đây rồi, ơn rời cậu Đức Dị đây rồi. Đức Dị vừa đi câu chó về. Thấy thấy bảo vừa bắt được một mớ to tướng. Ngoặt rồi. Ở 22/52. Nhanh nhanh lên giải quyết trận đấu nhanh nhưng không đít. Nhanh nhanh nhưng không đít mà. Vâng và Đức Dị hô rồi. Vâng, Đức Dị cầm thòng lọng câu chó về định thòng lọng về lớp ở cho lôi ảnh trong một ra. Vào thôi, vào tất cả các ngõ. Vâng, và về lớp Hoàng Mai Nhi bắt đầu mở cửa trái tim rồi. Gõ cửa trái tim của Quốc Đại đây rồi. Chưa thấy gì sai à? Ui, tham đẻ vống như thế này, nhiều khả năng chờ đít mạng chiến thuật. Vâng, Cung A lại chạy đi đâu? Vâng, và bây giờ lại chạy đi đâu? Vâng, Lucky bảo chạy đi đâu con sâu. Ôi trời ơi. Úi trời ơi, người ta đang cầm mấy cái đòn gánh kia chọc đã chết rồi bên 7E nữa. Già rồi chạy làm sao được, đau lắm. Xem núi chọc tôi thấy cũng biết dummy đấy, cũng biết dâng là dummy đấy. Ôi BB đi. Ôi trời, BB lên A, nhà đang bị ngã ngửa rồi, giờ về lớp vào quấy, về lớp cũng đang cay mà. Chip Boy 24 chip độc cơ của bạn gì sai rồi. Ơ các anh vỗ tay to nữa lên. Vỗ tay to lên cho nó sôi động. Trận này lô 1 không cần phải đánh nhiều. 36/52. Chúng ta chuẩn bị chờ đợi với trận thi đấu thứ hai của C đấu thứ ba thôi. Vâng, Zidane lại thấy hot. Lại em mang con Dream anh về đâu.